Xin chào với mọi người ha. Thì mình cái máy mà chiến đội mà mình đăng lên một phần một đó, mọi người mình tháo ra cho mọi người xem á, thì mình đã làm xong ha. Đây, cái máy mình đã làm xong rồi. Phần này là phần 2 ha. Phần 2 thì làm máy này thì mình đã canh chỉnh lại nè. Tiếng áp này thì mình đã quất lại rồi nè. Tiếng áp này thì mình lấy cái khuôn nhựa mình quất lại ha, chứ mình không có xài khuôn giấy ha. Rồi ở đây mình canh nè, canh điện áp đầu ra nè. Rồi ở đây là mình xài hai vế ha, hai vế. Rồi mình xài thằng này thì có đầy đủ các tính năng nha mọi người. Thứ nhất là chống chống kẹt bên ngực cực nè, nên mọi người cứ yên tâm ha, không sợ chặt cháy ha. Giờ này mình muốn thông số này thì nó sẽ chuyên luôn hơn cá ha. Mà ngày thì nói chung là mình muốn là xài nguồn nước ở ở đây ha, nên nó sẽ có theo thông số này ha. Thì mình sẽ cho không mọi người thông số này luôn ha. Thì cái mức áp mà đầu ra mọi người, mức áp đầu ra thì mình quán là tổng cộng là 420 vòng ha. 350 300 vòng. 300 vòng với một mức ra 420 một mức. Rồi cùng điện vào á mọi người, điện 2V thì mình quán là 10 10 14 nhân 14 ha. 14 nhân 14 ha. Giờ này là 12 ha, mình xài vẫn là đi cũ ha. Mình xài đi cũ nhưng mà nó còn rất là tốt nha mọi người. Đây, mình đưa cho người xem đây. Đi cũ nè, mình còn rất là tốt ha. Đi cũ rất là tốt. Thì bên một bên một quế gì nè, một quế là một bên gì nè. Là 6 con ha, hai bên là 12 con. Đây. Hai áp luôn ha. Thì mình sẽ kẹp thử cho mọi người xem ha. Đây, mình kẹp thử cho mọi người xem đây. Đây là đầu cộng ha. Đầu cộng nè, mình kẹp qua trừ. Đó. Đây là đầu trừ nè, mình kẹp qua cộng. Không, bình thường ha, không có gì hết ha. Đó. Rồi mình sẽ kẹp đúng lại. Đó. Đó. Rồi mình sẽ kẹp đèn vô ha. Đó. Thì mình đặt xuống chế độ 1 cho 10 trước ha. Đặt xuống chế độ 1 cho 10 trước cho mọi người xem ha. Rồi. Nào mọi người. Đây là 1 cho 10 ha. Đó. Rồi mình sẽ bật lên 220 nè. 220. Đây. Đó. Đó. Rồi mọi người nghe tiếng máy ha. Nghe không? Nghe tiếng máy ha. Nó rất là thanh ha. Máy rất là thanh. Thì mình này thì mình đã làm xong ha. Thì cái máy sửa chữa gì nè của khách nè, mình làm thì nói chung là ok ha, ok hết trơn luôn. Mình canh chỉnh thì kia độ từng ly từng tí ha. Mọi người hơi ồn thì mọi người thông cảm cho mình ha, tiếng ồn mọi người thông cảm cho mình. Thì hàng này nè, mình canh tần số là 300 Hz quay đầu ha mọi người, 300 Hz quay đầu, tần số 300 Hz quay đầu ha. Khi mà mọi người bật lên mức 220 á, mọi người mà bật xuống cái mức mà 110 á thì tần số là 300 Hz, còn mà lên 220 thì tần số của nó là 280 Hz ha. Này thì mình quấn biến áp với mình canh cái dàn công suất á thì nó tương đồng với nhau, nên nó sẽ ít có nóng ha, nó vẫn nóng nhưng mà nó nóng theo cái kiểu là ấm 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 ấm, chứ không có nóng như nổi mà đút tay vô mà phỏng tay ha mọi người. Còn cái biến áp trước của thợ đó quấn, biến áp trước mà thợ khác quấn á, của máy này nè, thì đụng vô là khách nói mà xẹt một hồi nữa mà đụng vô là phỏng tay luôn ha, biến áp phỏng tay luôn ha.
rất là nóng ha. Khi mà mình tháo ra thì mình thấy cái cuộn dây đồng á, ở bên trong á mọi người, nó sẫm màu lại, nó muốn đen ha. Còn cái này thì mình quấn thì nó không có nóng nhiều ha, nó nóng nhưng mà nóng ít chứ không có nóng nhiều như phỏng tay ha. Này là đầu ga thì mình canh hai tủ ha, đầu ga mình canh hai tủ, một là tủ kẹo, thứ hai là tủ tủ mì ha. Bên đây thì dàn hệ thống nó chống kẹp ngực ha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì mọi người cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký ha. Mình tiếp tục làm video cho mọi người xem ha.